thể dùng vũ lực ở biên giới trên bộ với các nước nào. Vì sao Chủ tịch Tập không rời Trung Quốc suốt 21 tháng? Bắc Kinh ngồi trên đống lửa vì dịch bệnh phức tạp, lây lan 14 tỉnh. Ông Trump quyết giữ chặt 770 trang tài liệu liên quan vụ ngày 6 tháng 1. Nghiên cứu ở Anh cho thấy vaccine không đủ sức ngăn cản biến chủng Delta lây lan. Xuất hiện ca Covid-19 đầu tiên, quốc đảo nhỏ bé Tonga cân nhắc phong tỏa. Kỳ lạ, hàng ngàn xác tôm cua dạt vào bờ biển nước Anh. Khám phá bí ẩn kỳ này, lời đồn và sự thật về búp bê Annabelle phần 1. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Gần đây, Trung Quốc ban hành luật mới về biên giới đất liền, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 10. Luật quy định quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc có nhiệm vụ canh giữ biên giới chống lại mọi hành động xâm lược khiêu khích, đồng thời quân đội và cảnh sát Trung Quốc được phép sử dụng vũ khí. Tống Trung Bình, nhà bình luận quân sự ở Hồng Kông cho rằng luật mới dọn đường pháp lý cho quân đội Trung Quốc, tăng cường siết chặt kiểm soát các khu vực biên giới. Bên cạnh đối thoại hòa bình, điều luật giúp Bắc Kinh có một công cụ khác để giải quyết xung đột biên giới, đó là chuẩn bị về mặt quân sự, theo ông Tống nói. Điều luật được ban hành chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc đạt được thỏa thuận với Bhutan về tranh chấp biên giới, một số nỗ lực rõ ràng nhằm gây sức ép cho Ấn Độ về những bất đồng về đường kiểm soát thực tế trên dãy Himalaya. Hai tuần trước, vòng đàm phán thứ 13 của tướng lĩnh hai nước đã sụp đổ. Mỗi bên cáo buộc nhau đòi hỏi quá đáng. Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều đang tập kết hàng ngàn binh sĩ và hỏa lực hạng nặng để so kè tại vùng biên cương hiểm trở, bất chấp mùa đông khắc nghiệt. Báo South China Morning Post nói rằng, điều luật mới cho phép các lực lượng Trung Quốc sử dụng vũ trang ở biên giới chính là phục vụ trước tiên cho việc chống lại Ấn Độ. Trung Quốc dĩ nhiên cũng có nhiều mối lo ngại khác về biên giới trên đất liền. Bắc Kinh lo ngại làn sóng bạo lực cực đoan sẽ chảy tràn từ nước hàng xóm Afghanistan khi Taliban lên nắm quyền. Biên giới Trung Quốc-Afghanistan dù ngắn nhưng lại nằm ở khu vực nhạy cảm Tân Cương. Trung Quốc từng nói phong trào Hồi giáo Turkestan là cực đoan và len lỏi trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ do những biến động ở Afghanistan. Thị trấn Thủy Lệ, tỉnh Vân Nam giáp với Myanmar cũng là một tuyến đường biên giới mà Trung Quốc tỏ ra cảnh giác cao độ. Ban Sang, miền Bắc Myanmar đang bùng nổ bạo lực ác liệt từ tháng 8 giữa nhóm vũ trang thiểu số với quân đội. Báo New York Times vừa có bài viết Chủ tịch Tập Cận Bình không rời khỏi Trung Quốc suốt 20 tháng và Covid-19 chỉ là một trong những lý do. Trước đại dịch, ông Tập trung bình mỗi năm đến thăm 14 quốc gia, dành ra 34 ngày công du, nhiều hơn so với các cựu tổng thống Mỹ như ông Obama, trung bình 25 ngày thăm nước ngoài và ông Trump là 23 ngày. Những bước chân ngoại giao của Chủ tịch Tập đã chạm tới mọi ngóc ngách trên thế giới, trích một bài báo của truyền thông nhà nước Trung Quốc khẳng định vào cuối năm 2019. Thế nhưng, mọi chuyện đã đổi khác suốt 21 tháng qua, khi nguyên thủ các nước đang gặp mặt G20 ở Rome, ông Tập vẫn không rời khỏi Bắc Kinh. Ông cũng dự định phát biểu trực tiếp vào tuần tới ở Glasgow về biến đổi khí hậu, với việc Trung Quốc cam kết giảm thải carbon để tránh gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn cầu. Mặt khác, ông Tập cũng không dự định sớm gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhìn bề ngoài, những bước chân ngoại giao của ông Tập đã dừng lại vì chủng virus nguy hiểm. Tuy nhiên, đó cũng là tính toán sâu xa của nhà lãnh đạo Trung Quốc để chuyển trọng tâm từ đối ngoại sang các chính sách trong nước. Ông Tập ghi dấu ấn trên trường quốc tế vì loại bỏ tư tưởng ẩn mình chờ thời của cựu Chủ tịch Đặng Tiểu Bình. Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình không còn hào hứng với những mối quan hệ hợp tác với Mỹ và đồng minh phương Tây. Trung Quốc chỉ có hứng thú với các điều kiện và lợi ích của họ, theo báo New York Times. Trung Quốc tập trung hơn vào các vấn đề trong nước với các quan chức lo toan bảo vệ sức khỏe của ông Tập và bộ máy chính trị, bao gồm tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng vào năm sau. Dự kiến ông Tập sẽ giữ vững chiếc ghế quyền lực thêm 5 năm nữa. Theo đó, các chuyến công du đã không còn là ưu tiên hàng đầu của ông Tập so với những năm đầu cầm quyền. Chuyên gia nghiên cứu cấp cao Roy Hart từ Viện Brookings chỉ ra một số lý do trực diện hơn khiến ông Tập không muốn ra nước ngoài. Nếu làm vậy, ông ấy phải tuân theo các quy định cách ly nghiêm ngặt khi trở về Bắc Kinh, hoặc sẽ vấp phải sự chỉ trích của công chúng vì đặt bản thân vượt lên trên luật lệ áp đặt cho số đông, trích lời chuyên gia Hart. Tình hình dịch Trung Quốc là một lần nữa căng thẳng. Bắc Kinh hôm qua ban hành nhiều biện pháp chống dịch nghiêm ngặt hơn khi vẫn theo đuổi chính sách dập dịch Zero Covid, không khoan nhượng và chỉ còn chưa tới 100 ngày nữa là khai mạc Thế vận hội mùa đông. Nhà dịch tễ hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn hôm qua ngày 30 tháng 10 cho rằng giới chức có thể kiểm soát được bùng phát dịch trên một tháng, nhưng đại dịch sẽ không thể loại bỏ trong thời gian ngắn như vậy. Hiện Covid-19 đã lan rộng ít nhất 14 tỉnh của Trung Quốc và hàng triệu người phải làm xét nghiệm trong tuần này. Diễn biến dịch trở nên phức tạp, nghiêm trọng và vẫn phát triển khó lường, trích cảnh báo của ông Mễ Phong, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia nói vào hôm 30 tháng 10. Giới chức Bắc Kinh đã yêu cầu đóng cửa rạp chiếu phim đến ngày 14 tháng 11 ở quận Tây Thành, nằm ở phía tây quảng trường Thiên An Môn và là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người. Trung Quốc báo cáo 59 ca nhiễm cộng đồng vào hôm qua, mức cao nhất từ giữa tháng 9 đến nay, bao gồm 2 khách du lịch ở Bắc Kinh có nguồn gốc lây nhiễm từ miền Bắc đất nước. Mặc dù con số F0 có vẻ rất thấp, giới chức Bắc Kinh ra sức dập dịch triệt để trước thềm Olympic, khai mạc ngày 4 tháng 2 năm sau. Tâm dịch đợt này cách Bắc Kinh khoảng 650 km, nằm ở thành phố Ehrenhorst giáp Mông Cổ. Khoảng 6 triệu người ở các thành phố có dịch bệnh đã bị hạn chế di chuyển. Các công ty đường sắt đã đình chỉ hoặc hạn chế chuyến tàu nơi vùng nguy cơ dịch bệnh. Hôm thứ Sáu, khoảng 50% chuyến bay rời Bắc Kinh cũng bị hủy và giới chức khuyến nghị mọi người không rời khỏi thủ đô, trừ nhu cầu tối cần thiết. Cư dân Bắc Kinh còn được yêu cầu hoãn đám cưới. Ukraine đã bắt đầu một trò chơi rất nguy hiểm khi dùng thiết bị không người lái UAV oanh kích vùng Donbass. Đó là tuyên bố của đại diện thường trực Nga Vasily Nebenzia vào hôm 29 tháng 10. Ông cho biết đã đọc các báo cáo về UAV Bayraktar với một chiếc được Ukraine dùng để oanh kích cho đạn pháo của nhóm ly khai vùng Donbass. Nhà ngoại giao Nga khẳng định hành động gây chiến của Ukraine đi ngược lại với thỏa thuận Minsk, có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc mà phái Ukraine không lường được. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trước đó xác nhận đã lần đầu tiên sử dụng UAV Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất để oanh kích Donbass ngày 26 tháng 10. Cựu Tổng thống Donald Trump đang tìm cách ngăn chặn 770 trang tài liệu dưới nhiệm kỳ của ông bị giao nộp cho Ủy ban điều tra vụ tấn công đồi Capitol. Trong hồ sơ tòa án nộp lên vào hôm thứ Bảy, ông John Lasseter, người phụ trách vấn đề liên lạc của Nhà Trắng tại Cục Quản lý Hồ sơ và Văn khố Quốc gia nói rằng ông Trump đang tìm cách ngăn chặn nhiều loại giấy tờ, bao gồm ghi âm cuộc nói chuyện với các cố vấn cấp cao, lịch trình và nhật ký hàng ngày của Tổng thống. Phía ông Trump cho rằng Ủy ban điều tra không thể chứng minh mục đích rõ ràng về pháp lý để có thể phủ quyết đặc quyền hành pháp của Tổng thống. Trong khi đó, Nhà Trắng đã bác bỏ mọi yêu cầu từ ông Trump và còn dọn đường cho cuộc điều tra của Ủy ban ở Hạ viện. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng vaccine ngừa COVID-19 giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19, tuy nhiên biến chủng Delta vẫn dễ dàng lây lan và vaccine không đủ sức ngăn chặn. Cụ thể, nhà khoa học đã xem xét 600 trường hợp bệnh nhân COVID-19 trong vòng một năm ở Anh, trong nghiên cứu tiến hành bởi Cao đẳng Hoàng gia, London và Cơ quan An ninh Y tế Anh. Kết quả được công bố vào tuần này trên tạp chí The Lancet. Nghiên cứu khẳng định, mặc dù vaccine có hiệu quả để ngăn chặn trường hợp bệnh nặng và tử vong, nhưng không đủ hiệu quả để ngăn biến chủng Delta lây lan trong điều kiện nhà ở khi tiếp xúc trong thời gian dài. Trong thử nghiệm ở điều kiện sinh hoạt đông người, các nhà nghiên cứu phát hiện 38% người không tiêm vaccine đã nhiễm COVID-19, còn tỷ lệ ở người đã tiêm phòng là 25%. Vaccine có hiệu quả hơn để ngăn chặn các biến chủng khác như Alpha, giảm nguy cơ lây nhiễm tới 40 hay 50%. Nhóm nghiên cứu khuyến nghị mọi người tiêm vaccine để bảo vệ tính mạng bản thân và cộng đồng. Tuy nhiên, xã hội cần thực hiện kết hợp nhiều biện pháp phòng chống dịch khác để ngăn ngừa sự lây nhiễm của virus. Sau khi ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên từ khi dịch bùng phát, quốc đảo Tonga nhỏ bé giữa Thái Bình Dương đang cân nhắc phong tỏa vào tuần tới. Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở quốc đảo đến từ New Zealand, xét nghiệm dương tính hôm thứ Tư. Khoảng 32% người Tonga tiêm phòng đầy đủ và 49% đã tiêm ít nhất một liều. Tỷ lệ này không cao. Vì vậy, Thủ tướng Bohiva cảnh báo nếu dịch có dấu hiệu lây lan, đất nước với khoảng 106.000 người dân sẽ phải phong tỏa toàn bộ trong tuần tới. Việc phong tỏa không diễn ra ngay tuần này vì tôi được tư vấn rằng virus sẽ ủ bệnh 3 ngày trước khi lây lan. Chúng ta nên sử dụng thời gian này để chuẩn bị ứng phó nếu xảy ra trường hợp thêm nhiều người nhiễm bệnh, trích lời Thủ tướng Tonga cho biết. Cũng theo Thủ tướng, hành khách nhiễm COVID-19 từ New Zealand nằm trong đoàn du khách 215 người. Họ đi cùng chuyến bay và hiện cách ly ở một khách sạn. Theo Bộ Y tế New Zealand, hành khách trước khi đến Tonga đã có kết quả âm tính và đã nhận đủ 2 mũi vaccine Pfizer. Giới chức bán đảo Crimea đã thiết lập trạm kiểm soát ở lối vào thủ phủ Sevastopol vào ngày 30 tháng 10. Cảnh sát vẫn cho phép mọi người di chuyển, nhưng họ cần chứng minh đã tiêm phòng vaccine hoặc hồi phục từ COVID-19 trong vòng 6 tháng. Quyết định chống dịch mới được đưa ra khi số ca nhiễm ở bán đảo tăng cao, ghi nhận hơn 690 ca nhiễm mới trong ngày thứ Bảy, ngày 30 tháng 10. Rome dự kiến đón lượng khách du lịch lớn từ Nga trong tuần tới, vì Tổng thống Vladimir Putin đã cho người lao động nghỉ một tuần có trả lương để ngăn dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng ở Nga. Tuy vậy, nhiều người dân lại tận dụng cơ hội này để đi du lịch nghỉ dưỡng. Bán đảo Crimea bị tách khỏi Ukraine và sát nhập vào Nga vào năm 2014, bất chấp sự phản đối gay gắt của Mỹ và các đồng minh NATO. Do lo ngại nhân viên y tế lơ là chăm sóc người bà nhiễm COVID-19 của mình, cháu trai đã giả làm bác sĩ đến bệnh viện ở thành phố Tom, vùng Siberia, Nga để được tự tay chăm sóc bà. Vụ việc hiện gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, Sergei cho biết anh đã mặc trang phục bảo hộ vào bệnh viện chăm sóc bà 3 ngày, bao gồm đưa thức uống, thức ăn và dọn vệ sinh. Vụ xâm nhập diễn ra khi các bệnh viện khắp nước Nga oằn mình chống COVID-19. Giới chức thành phố Tom cho biết đang điều tra khiếu nại các nhân viên y tế lơ là chăm sóc bệnh nhân. Người cháu trai nói với đài truyền hình địa phương rằng, tôi phải cải trang vào bệnh viện khi nghe tin bà mình không được cho ăn uống đầy đủ. Người đàn ông đã chăm sóc thân nhân được 3 ngày với sự giúp đỡ của một nữ bác sĩ, nhưng khi cô ấy chuyển nơi làm việc, anh đã bị phát giác vào hôm Chủ nhật. Nhà chức trách thành phố nói sẽ điều tra vụ việc. Hãng tin Reuters đã liên lạc với phía bệnh viện nhưng họ chưa trả lời. Một cơ sở đào vàng đã bị phá hủy vào hôm 29 tháng 10 trong cuộc biểu tình chống khai thác mỏ ở miền nam Peru. Theo truyền thông địa phương, nhóm biểu tình xông vào láng trại ở mỏ vàng Abu Mado, phóng hỏa đốt các văn phòng, phương tiện và một phần cơ sở hạ tầng phục vụ đào vàng. Nhóm biểu tình cáo buộc công ty khai thác vàng đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Giới chức địa phương báo cáo 10 người bị thương trong vụ việc và đang điều tra tình trạng nhiễm bẩn ở khu đất xung quanh mỏ. Xung đột đang tăng cao ở Peru sau khi Tổng thống cánh tả Pedro Castillo nhậm chức vào tháng 7. Ông được ủng hộ từ cộng đồng dân cư sống gần mỏ kim loại. Peru là nhà cung cấp lớn thứ nhì thế giới về đồng, bạc kẽm và đứng thứ 6 về vàng. Cơ quan giám sát môi trường Anh Quốc đang mở cuộc điều tra vì sao hàng ngàn sinh vật biển chết dạt vào bờ biển phía đông bắc nước này. Một cư dân ở Muskie nói với đài CNN, cô đi dạo trên bãi biển gần như và bỗng dưng thấy các loại động vật giáp xác mềm nằm la liệt trên bờ. Đến hôm thứ Hai tuần này, rong biển chất cao đến ngang hông người trưởng thành và hàng ngàn con cua hay tôm hùm cũng bị sóng đánh dạt vào bờ thành từng khối khổng lồ, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng. Dù vậy, đài CNN không đề cập giới chức nước Anh đã có kế hoạch điều tra hay dọn dẹp bờ biển như thế nào. Nhiều tờ báo Anh cho biết người dân ven biển đang bày tỏ lo ngại nghiêm trọng. Nhưng ngày Halloween hôm nay, hãy cùng chuyên mục khám phá bí ẩn du hành về nước Mỹ năm 1970 và tìm hiểu về những câu chuyện có thật về nguồn gốc của búp bê Annabelle. Hiện giờ, búp bê Annabelle nằm trong tủ kính, trên tay có dòng chữ lời nguyện cầu của Chúa, miệng mỉm cười với mái tóc màu đỏ nổi bật. Đáng chú ý nhất là bên ngoài tủ có dán tờ giấy, cảnh báo xin đừng mở tủ. Đối với những du khách không tìm hiểu trước, búp bê nằm ở bảo tàng huyền bí thuộc bang Connecticut của Mỹ có vẻ ngoài y hệt những búp bê sản xuất vào giữa thế kỷ 20. Thế nhưng, câu chuyện về Annabelle không tầm thường. Lời đồn búp bê quỷ ám bắt đầu xuất hiện từ năm 1970, dẫn đến nhiều vụ bạo lực và ít nhất 2 trải nghiệm cận tử. Búp bê Annabelle nở nụ cười miễn cưỡng, chiếc mũi màu cam sáng hình tam giác, gợi nhớ đến những món đồ chơi thô sơ và giản đơn trong quá khứ. Theo cặp vợ chồng nhà dân tộc học Warren S. và Lauren Watson, người chồng mất sớm năm 2006, còn người vợ mất đầu năm 2019, lúc sinh thời kể lại. Búp bê Annabelle có liên quan đến 2 sự cố chết hụt, một tai nạn chết người và hàng loạt sự kiện kỳ lạ kéo dài khoảng 30 năm. Năm 1970, khi Annabelle vừa xuất xưởng và được tặng làm quà cho một nữ y tá trẻ có tên Donna. Đây là món quà của mẹ tặng Donna nhân dịp sinh nhật thứ 28. Cô gái rất hạnh phúc và mang búp bê về cùng chia sẻ với đồng nghiệp là Angie. Búp bê ban đầu rất dễ thương, ngồi trên ghế sofa phòng khách và đón tiếp các vị khách với diện mạo tươi sáng. Ít lâu sau, hai nữ y tá thề rằng búp bê dường như tự mình di chuyển. Họ còn phát hiện nhiều mảnh giấy khắp căn hộ với dòng chữ "Cứu tôi với". Đó là loại giấy da vốn không có sẵn trong nhà hai nữ y tá. Hơn nữa, bạn trai của Angie là Lou đã đến chơi vào một buổi trưa khi Donna đi vắng. Anh nghe thấy những âm thanh kỳ lạ như có ai đột nhập vào phòng. Khi tới gần, Lou phát hiện cánh cửa không có dấu hiệu bị dùng vũ lực, nhưng búp bê Annabelle đang nằm sấp trên mặt sàn nhà. Đột nhiên, Lou cảm nhận cơn tức ngực và nhìn thấy những vết cào rướm máu, nhưng chỉ 2 ngày sau đó, chúng biến mất mà không để lại dấu vết. Sau trải nghiệm kinh hoàng của Lou, hai nữ y tá đã mời một chuyên gia đến tìm hiểu câu chuyện huyền bí của họ. Truyền thông cũng hiếu kỳ có mặt. Bậc thầy tâm linh cho rằng linh hồn của một bé gái 7 tuổi có tên là Annabelle Higgins với thi thể được tìm thấy bên dưới căn hộ cách đó vài năm, có lẽ đã cư ngụ trong búp bê. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã hết. Xin được tiếp tục câu chuyện vào ngày mai. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào 14:30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón quan tâm theo dõi.